Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có công thức như sau. Cos 2x mình sẽ biến đổi thành 1 trừ 2 sin x tất cả bình phương. Như vậy, trong trường hợp này, cos 2x chúng ta đổi thành cái cục này. Một trừ một sẽ biến thành số 0, dấu trừ với dấu trừ thành dấu cộng. Tiếp tục, khi x tiến đến số 0, chúng ta thấy số 0 vào đây, sin 0 sẽ bằng 0, ln 1 sẽ bằng 0, tại vì sao ở đây chúng ta đã có số 0 rồi. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ có dạng 0 chia cho 0. Như vậy, mình sẽ dùng L'Hôpital, hoặc người ta gọi là L'Hospital. Như vậy, trong trường hợp này, mình sẽ đạo hàm cho cả tử và mẫu. Như vậy, đạo hàm của sin x bình phương đó, thì chúng ta sẽ có là 2 sin x cos x. Đạo hàm của cái cục ln này thì chúng ta sẽ có như thế này. Vì chúng ta có công thức như sau. Như vậy, đạo hàm của số 1 là số 0, tại vì đó là hằng số. Còn cái cục này sẽ áp dụng đạo hàm của tích, thì chúng ta sẽ có như thế này. Như vậy, đạo hàm của chữ x chúng ta sẽ có số 1, đạo hàm của arctan của x thì chúng ta sẽ có như thế này. Sau khi chúng ta đã làm xong đạo hàm, chúng ta thế số 0 vào đây, số 0 vào đây, số 0 vào đây, số 0 vào đây. Thì nó vẫn tạo thành 0 chia cho 0. Như vậy, trong trường hợp này, mình sẽ đẩy 1 trừ 3x hoặc tan x lên trên này. Sau đó chúng ta quy đồng mẫu số lên 1 cộng x bình phương. Ở đây thì nó sẽ thành như thế này. Sau đó mình sẽ đẩy 1 cộng x bình phương lên trên. Tiếp tục, chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho chữ x. Thì ở đây á, chúng ta sẽ có sin x chia cho x nè. Chúng ta sẽ để như thế này. Còn cục thứ hai, chúng ta sẽ chia cho chữ x thì nó sẽ thành như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xét hai cái cục này và cái cục này. Thì chúng ta biết rằng khi x chạy đến số 0 thì chúng ta sẽ có 0 chia cho 0. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp L'Hôpital hay được gọi là L'Hôpital. Như vậy mình sẽ đạo hàm cho tử và mẫu. Như vậy trong trường hợp này, chúng ta sẽ có là cos x chia cho số 1. Và chúng ta thấy số 0 vào. Chúng ta ra số 1. Cục tiếp theo là cục này. Cũng ra cái dạng này luôn. Như vậy chúng ta đạo hàm lên.
Đạo hàm của a tan của x là 1 chia cho 1 cộng x bình phương. Còn cái kia là số 1. Chúng ta thế số 0 vào. Chúng ta sẽ ra số 1. Như vậy, sau khi chúng ta tính toán xong, thì chúng ta thấy rõ cái cục này sẽ bằng 1 và cục này cũng bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ bỏ số 0 vào cho các chữ x còn lại. Thì chúng ta ra trừ 2 chia cho 3. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.